nay thì có rất nhiều mẫu dòng xe điện ba bánh xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, mẫu Golda Pro của hãng Arena vẫn có chỗ đứng trên thị trường, thì cùng Minh Nhật đi tìm hiểu những lý do sau đây nhé. Điểm nổi bật mà chúng ta nhìn rõ nhất trên chiếc Golda Classic đó chính là thiết kế. Với cái form thiết kế vẻ ngoài sang trọng ấn tượng, và phần trước của chiếc xe thì có những cái thiết kế dạng form xe máy, nhìn chiếc xe nó khá là chững chạc và phù hợp, đặc biệt là phù hợp với lứa tuổi các bác trung tuổi. Với phần trước thì Golda Classic thiết kế với form nhựa dày dặn và chắc chắn. Hai bên thì chúng ta có hai cánh đèn xi nhan LED, và mặt trên đây thì chúng ta có một cụm đèn bóng projector với cái tiêu chuẩn đủ sáng khi mà các bác di chuyển vào ban đêm. Và dưới đây thì chúng ta có một cặp lốp là lốp không xăm và vành là vành nhôm cắt CNC này, với cặp thụt dầu rất là êm ái. Phần sau của chiếc xe có cái phần cốp này khá là rộng rãi và to, dễ dàng thao tác sử dụng. Và cái dung tích của chiếc cốp này lên tới 20 lít mọi người nhé. Và không những thế thì chúng ta có cả cốp ở phần dưới đáy ắc quy này. Đây mọi người, đấy, cũng rất là rộng rãi, tha hồ mà mọi người để đồ vào trong đây nhé. Xe được thiết kế nhỏ gọn với cái phần chỗ ngồi rộng rãi như này thì sẽ tạo cái cảm giác thoải mái cho người ngồi lái. Và phần vô lăng thì bố trí những cái công tắc nút bấm rất là đơn giản, nó sẽ phù hợp và dễ sử dụng. Phần trên thì chúng ta có cái cụm đồng hồ hiển thị đầy đủ những cái thông số và những cái dòng chữ cũng như báo pin, nó rất là to và rõ ràng. Đấy, sẽ giúp các bác nhìn nó sẽ dễ hơn. Và chúng ta hai bên thì chúng ta có hai cái phần gương chiếu hậu đằng sau để quan sát khi mà chúng ta lùi xe. Đó là những cái lý do vì sao chiếc Golda Classic đến thời điểm hiện tại thì bán rất là chạy. Mọi người muốn mua chiếc xe điện ba bánh này thì hãy để lại dưới phần bình luận nhá. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.